Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin thế giới mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 16 tháng 9. Các nghị sĩ EU nói Hungary không còn là nền dân chủ toàn diện. Theo hãng tin AFP, ngày 15 tháng 9, Hungary đã phản ứng giận dữ với cuộc bỏ phiếu tại Nghị viện châu Âu, khi các nghị sĩ Liên minh châu Âu-EU nhất trí rằng quốc gia này không còn là một nền dân chủ toàn diện và EU cần phải hành động. Các nghị sĩ EU bỏ phiếu về nghị quyết cho rằng Hungary đã vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực dân chủ của EU, với 433 phiếu ủng hộ và 123 phiếu phản đối. Hiện nay, người lãnh đạo Hungary là Thủ tướng Viktor Orbán theo chủ nghĩa dân túy, người vốn duy trì quan hệ thân thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu này chủ yếu mang tính biểu tượng và không thay đổi quá trình ra quyết định của EU. Quá trình này vốn đòi hỏi sự nhất trí của tất cả 27 quốc gia thành viên EU, trong đó có Hungary để thông qua lập trường về các vấn đề lớn, chẳng hạn các lệnh trừng phạt áp lên Nga. Quả cầu sáng chói đã được hàng trăm người trông thấy ở Scotland. Theo đài TF1 của Pháp, tổ chức quan sát sao băng Vương quốc Anh ở Meteor Nebula cho biết bắt đầu nhận được báo cáo về vệt sáng vào lúc 21 giờ tối 14 tháng 9 giờ địa phương trên bầu trời Scotland và Bắc Ireland. Người dân nói vệt sáng bay thấp đến mức họ nghe thấy được âm thanh phát ra từ hiện tượng này. Các nhà khoa học đang sử dụng các đoạn video do người dân quay được để tìm hiểu xem vật thể bay ngang qua bầu trời là sao băng hay rác vũ trụ và nó đến từ đâu. Họ cho rằng đó chỉ là một trong hai khả năng trên bầu trời tạo ra hình ảnh chói lòa như vậy. Đức gửi thêm vũ khí cho Ukraine, nhưng không có xe tăng. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht ngày 15 tháng 9 thông tin Berlin sẽ cung cấp cho Ukraine thêm xe bọc thép và hệ thống phóng rocket, nhưng không cung cấp các xe tăng chiến đấu mà Kiev đang mong muốn để thực hiện cuộc phản công chống lại Nga. Rapper Cardi B nhận hai tội danh trong vụ đánh nhau tại câu lạc bộ thoát y. Theo hãng tin Reuters, các công tố viên cho biết rapper từng đoạt giải Grammy của Mỹ Cardi B đã nhận tội vào ngày 15 tháng 9 về hai tội nhẹ xuất phát từ một vụ đánh nhau trong câu lạc bộ thoát y ở thành phố New York vào năm 2018. Đồng thời, rapper này chịu 15 ngày lao động phục vụ cộng đồng. Nhiều thành phố ở tỉnh Giang Tô miền Đông Trung Quốc đã tạm thời ngừng các lớp học. Biện pháp này được thực hiện sau khi bão Mùi Fari chuyển vào tỉnh này hôm 15 tháng 9, sau khi đổ bộ hai lần vào tỉnh Chiết Giang và thành phố Thượng Hải lân cận vào đêm ngày 14 tháng 9 và khiến các thành phố ven biển hứng mưa gió lớn. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của báo Tuổi Trẻ.